Này, làm video quay trải nghiệm sản phẩm mới đi em. Ok anh. Xin chào mọi người. Đây chính là máy xay thịt Bosch với model MRP1000, thương hiệu Đức, sản xuất tại Slovenia. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm này, hãy cùng toàn đi ra chợ mua một chút thịt cũng như nguyên liệu về để trải nghiệm sản phẩm này nhé. Trước khi trải nghiệm sản phẩm này thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua tới mọi người về máy xay thịt Bosch MRP1000. Đầu tiên chúng ta sẽ có một phần nắp kiêm luôn phần động cơ. Và để xay thịt chúng ta sẽ nhấn một lực xuống đến khi nào chúng ta cảm thấy thịt hay là các nguyên liệu nó xay đúng cái định lượng của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ nhả ra. Tiếp theo là một nắp chống văng thực phẩm bắn ra ngoài. Tiếp đến là một lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ, vô cùng sắc bén và bền bỉ. Một lưỡi dao thấp và một lưỡi dao cao được thiết kế vô cùng thông minh. Điều này sẽ giúp thực phẩm được xay nhuyễn mịn hơn, nhanh hơn, tiết kiệm thời gian. Và cuối cùng là một cối xay được làm bằng nhựa cao cấp, vô cùng chắc chắn. Và với chất liệu cao cấp như thế này thì chất độc sẽ không phai ra vào thực phẩm, đồng thời thì dễ dàng vệ sinh hơn. Cùng với đó thì dung tích của cái ca đựng này lên tới 0,8 lít, vô cùng lớn, và có vạch chia các định lượng này để người dùng có thể dễ dàng quan sát đưa thực phẩm vào bên trong. Dây nguồn của máy rất là dài, vì thế thì chúng ta có thể để máy ở bất cứ đâu trong không gian bếp cũng vô cùng tiện lợi. Thì ngay bây giờ mình sẽ xay các nguyên liệu như là tỏi và hành khô. Và mọi người lưu ý là máy sẽ chỉ hoạt động được khi mà lắp đúng cách thôi. Chúng ta chỉ cần nhấn một lực từ phía trên xuống. Và mọi người lưu ý là chúng ta nên nhấp nhả 3 giây để động cơ được hoạt động trước khi đưa lên bảo cửa thẳng của động cơ. Tiếp theo thì mình sẽ xay thịt. Một nửa mình đã nhờ các cô ngoài chợ xay bằng máy xay thịt công nghiệp, và nửa còn lại mình sẽ xay bằng máy xay thịt Bosch, và lát nữa chúng ta sẽ cùng kiểm tra thành phẩm nhé. Mọi người có thể thấy này, toàn chỉ xay khoảng 30 giây thôi mà thịt đã vô cùng nhuyễn và mịn, khác hẳn hoàn toàn so với thịt được xay ngoài hàng chợ bằng máy xay thịt công nghiệp. Nếu mà mọi người muốn xay như các hàng thịt ngoài chợ thì chúng ta có thể nhấp nhả khoảng 10-15 giây thôi.